Rồi, ok anh em. Hôm nay mình sẽ dành cái video này để chúng ta nói về một chủ đề cũng khá là quan trọng trong cái việc lập trình, đặc biệt là front-end, đó là những cái kiến thức liên quan đến HTML. Thì HTML thì nó gần như là nó không thể thiếu, đúng không? Trong đối với front-end. Nhưng mà chúng ta thường thì chúng ta cũng lơ là nó. Chúng ta chỉ tập trung vào CSS rồi JavaScript ở phía frontend thôi. Đấy, thì hôm nay mình cũng sẽ có một cái dành riêng cái video để chúng ta cùng nói về HTML. Thì cái video này nó sẽ phù hợp với có thể là những cái bạn mà chưa 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 từng học HTML và muốn làm quen với ngôn ngữ này để tiến tới là làm frontend, hoặc là một số bạn thì cũng lâu rồi không 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 coi lại kiến thức ấy, thì sẽ cùng mình chúng ta sẽ lướt qua lại những cái lý thuyết liên quan đến cái HTML. Thì để chuẩn bị cái video này ấy, thì mình cũng đã tranh thủ là mình cũng đã làm một số các cái bài viết và đã up lên cái blog Minacode của mình rồi, website đấy. Đấy, thì mình cũng tổng cộng đến đến giờ là có 8 cái bài viết. Thì đây là những cái mà nó cũng khá là cô đọng. Đấy, nó cũng khá là cô đọng. Tức là mình cảm giác là nó cần thiết. Đấy, để cho chúng ta có thể áp dụng ngay và luôn. Đấy. Thì các bạn có thể xem qua các cái bài viết trong cái blog của mình. Các bạn cứ vào trong cái mục bài viết này này. Đấy, rồi các bạn sẽ kéo xuống ở cái mục là học nhanh HTML cùng Minacode ấy. Đấy, thì nó sẽ có các bài viết ở đây. Thì các bạn có thể lướt qua đủ 8 bài viết cho mình nhé. Đấy. Thế thì mình cũng sẽ đi từ những cái bài viết đầu tiên để chúng ta sẽ nói qua về cái HTML. Đấy. Thì đây, trong cái nội dung bài viết đầu tiên ấy, thì đầu tiên là mình cũng đã giới thiệu qua này. Thứ nhất là HTML thì nó là viết tắt của cái từ là Hypertext Markup Language. Thì mình cứ tạm dịch nó là một cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Thế thì tại sao lại gọi nó là đánh dấu siêu văn bản? Thì mình nghĩ là cái web của chúng ta thì nó cũng cũng là một cái văn bản thôi, đúng không? Là nó mang tính chất là nó truyền tải một cái nội dung gì đấy. Nhưng mà tại sao HTML nó lại là siêu văn bản? Bởi vì các bạn thấy là có cái văn bản nào mà nó có thể chứa đa dạng các loại nội dung chỉ với một cái trình duyệt, đúng không? Một cái trình duyệt. Thì chúng ta gần như là chúng ta đã có thể đọc mọi thứ, chúng ta xem mọi thứ, chúng ta di chuyển đến mọi thứ, đúng không? Ví dụ như Word thì nó đâu có thể link được video, chúng ta nó có đâu có thể link được qua các cái tài nguyên khác. Đấy, hay là Excel cũng vậy, đúng không? PDF lại càng không, hay là tất cả. Đấy, nó đều không thể bằng được là cái trình duyệt web của chúng ta. Và nó như là một cái siêu văn bản, bởi vì nó có thể thể hiện được rất nhiều nội dung và nó có thể di chuyển cái hướng của chúng ta đi bất cứ đâu, đúng không? Đấy. Thế thì cái HTML trong cái web ấy, thì nó là cái gì nhá? Nó đóng vai trò gì, đúng không? Thì đây, nó đảm bảo là có chức năng là mô tả cấu trúc của một trang web, đúng không? Cái website thì giống như cũng là một cái tài liệu của chúng ta, nó cũng sẽ có những cái cấu trúc của nó, đúng không? Đấy, cấu trúc của một cái website. Đấy, thì tí nữa chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy được là cái cấu trúc nó sẽ chi tiết nó sẽ như thế nào. Đấy, nhưng mà bạn hình dung nó là như vậy. Đấy, thì bên trong HTML thì nó có các cái phần tử, hay chúng ta hay gọi là các cái thẻ đó, đúng không? Và các cái thẻ HTML thì nó sẽ cho các cái trình duyệt này biết được là cái cách để nó hiển thị cái nội dung. Đấy, cái nào nó là cái link, thẻ A là cái liên kết, đúng không? Đấy, thẻ email, img là ảnh, đúng không? Đó, rồi các cái thẻ khác như iframe là để link cái tài nguyên bên ngoài như của YouTube này, đúng không? Đấy, rồi các cái thẻ nó gắn nhãn cho các cái nội dung như là cái thẻ H1 nó là tiêu đề, đúng không? Thẻ P là đoạn văn. Đó, hay là A làm liên kết như mình vừa nói. Thế thì ví dụ như ở đây mình sẽ vào trang chủ của Minacode, đúng không? Mình sẽ trang chủ Minacode. Bây giờ mình thử inspect nó lên cái trang này. Đấy, chúng ta muốn biết thì chúng ta sẽ xem nguồn trang này, các bạn thấy chưa? Sẽ có một cái nút xem nguồn trang, bạn ấn chuột phải hoặc bật ấn Ctrl U ấy,
Thì các bạn thấy đây chính là cái phía sau cái giao diện mà chúng ta đang xem đấy, của một cái trang web. Thực sự đây là cái ngôn ngữ của trang web ở đây. Đó. Thế các bạn thấy trong này nó có các cái thể HTML đúng không? Các cái thể div, thể body, thể nav. Đây các bạn thấy là thể nav rồi thể ul, nó sẽ thể hiện cái danh sách, danh sách. Rồi là nó có các cái section ở trong này. Đấy. Và nó có cả cái style, mình đã có style một cái trực tiếp ở trong này. Đúng không? Đấy, và dưới này nó có cả cái script, cái JavaScript ở trong này luôn, đúng không? Đấy các bạn thấy không? Thì rõ ràng là trong một cái trang web của chúng ta, rõ ràng là nó không thể, nó có thể thiếu JavaScript, nó có thể thiếu CSS, nhưng mà nó gần như không thể thiếu cái HTML. Đúng không? Các bạn thấy đây tất cả đều là HTML, nó là nắm vai trò chính của cái bố cục của cái trang web này. Các bạn hình dung chưa? Thế thì HTML nó rất là quan trọng. Nó nhưng nó lại lại khá là dễ 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 học, bởi vì cái tính nó khá là trực diện, nó không có logic nhiều. Nó nhưng vì nó như kiểu nó là một cái bộ khung mà, cho nên anh em mình cũng không mất thời gian để đối với nó, đúng không? Có thể một video là chúng ta cũng đã khái quát qua về HTML rồi. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Đấy. Thế thì ở đây mình cũng có để có để cái lịch sử phát triển nữa, bởi vì HTML thì nó cũng giống như là một các cái thư viện hay bất cứ một cái gì, một cái văn bản, một cái gì, nó cũng sẽ có những cái tiến bộ dần, đúng không? Nó sẽ bắt đầu nên ở đây nó sẽ bắt đầu từ 1989 rồi nó đi lên đến 2017, và hiện nay nó, nếu mà tính từ 2 đến 2017 là nó đang là HTML 5.2, đúng không? Rồi. Cái đối với cái công cụ soạn thảo, tức là những kiểu chúng ta dùng Visual Code đây này, là cũng là một cái công cụ soạn thảo, đúng không? Đấy, nhưng mà đối với file HTML thì các bạn có thể, đây mình có thể chúng ta có thể dùng cái phần mềm Notepad, hoặc là Text Edit của Mac, hoặc Notepad của PC, là chúng ta cũng đã có thể soạn thảo được rồi. Ngôn ngữ nào cũng soạn cũng thế thôi, nhưng mà chẳng qua là những cái công cụ này thì nó cao cấp hơn, nên nó sẽ giúp chúng ta là soạn thảo nó chuẩn hơn thôi, đúng không? Đấy, ví dụ như nha, mình mở thằng Notepad lên. Đấy các bạn, ví dụ mình mở thằng Notepad lên nha. Notepad nha. Bây giờ mình để nó là một cái thể H1 thế này. Đúng không? Mình để đây là một cái H1 đi. Đúng không? Xin chào. Mình là Minacode. Đúng không? Nó sẽ có một thể đóng, đúng không? Nếu như bạn dùng cái Notepad này ấy, thì nó sẽ không có cái gợi ý, nó sẽ không không thể code được như những cái thằng trình duyệt chuyên nghiệp, những cái thằng trình soạn thảo chuyên nghiệp, đúng không? Đấy. H1 này. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sau khi mình ấy xong thì mình sẽ lưu nó lại. Mình sẽ lưu nó lại nhé. Mình lưu thì lưu ý là khi mình lưu mình sẽ lưu vào màn hình. Đấy, mình sẽ phải chọn nó là đuôi chấm HTML nhé. Ví dụ mình chọn là index chấm HTML. Chưa? Đó, rồi ở đây có thể UTF-8 là ok rồi này. Đấy, sau khi các bạn lưu xong bạn ra đây các bạn thấy này. Nó sẽ có một cái file index đây, các bạn thấy chưa? Các bạn mở lên. Đấy, xin chào, mình là Minacode này. Đấy. Thế thì rõ ràng là có nhiều cái công cụ để chúng ta soạn thảo cái file HTML này, và đơn giản nhất đó là hai cái công cụ. Nếu như các bạn dùng PC thì các bạn sẽ mở Notepad lên, hoặc là Mac thì các bạn dùng cái Text Edit, là hai cái nó đã có sẵn trên cái máy tính của chúng ta, được chưa? Rồi. Thế thì cái cấu trúc của một cái file HTML là nó sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ nhìn lại, nó bảo này HTML có chức năng mô tả cấu trúc của một trang web. Đấy, và cái cấu trúc của cái HTML nó sẽ như thế này, các bạn thấy chưa? Là ví dụ nha, ở bên này em bên cái Visual Code mình thì cũng đã chuẩn bị một cái ảnh này này, cái ảnh banner thôi, để khi cần mình sẽ ví dụ cho các bạn thôi, mình đã sẵn rồi. Còn đây mình sẽ tạo một cái file index.html đúng không? Đấy, thường thường khi chúng ta nếu như chúng ta soạn thảo đến Visual Code, chúng ta chỉ cần đánh HTML 5 đúng không, là nó tự tạo cho chúng ta một cái cấu trúc rồi, đúng không? Thế thì chúng ta thử điểm qua cấu trúc từ trên xuống dưới. Mình sẽ bám cái bài viết này, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây này các bạn thấy này, nó sẽ có cái doctype này. Cái doctype này nó như là một cái tuyên bố, một cái tuyên bố với cái trình duyệt ấy, là cái ngôn ngữ này đang dùng là HTML. Và cái việc HTML nó ở sau này ấy, đó là cái tuyên bố dành riêng cho cái HTML 5, là cái phiên bản mới nhất mà mình show cho các bạn năm 2017 đấy. Đấy. Tiếp theo nó có các cái thẻ head này, đây là những cái thẻ của nó, thẻ hay chúng ta còn gọi nó là phần tử đấy, đúng không? Đấy, thì nội dung của nó sẽ nằm trong cái thẻ body, cái nội dung mà nó sẽ hiện ra ngoài màn hình ấy, là nó sẽ nằm trong thẻ body này.
thì đây là những cái thể rất là cơ bản thôi, và trang nào nó cũng sẽ theo bố cục thế này đúng không, sẽ có những cái chúng ta thêm vào thể head đấy, sẽ có những cái nội dung chúng ta thêm vào body đấy, nhưng mà cái bố cục này là gần như là bố cục là nó là bất di bất dịch và chúng ta cần phải tuân thủ theo cái bố cục này. Bạn hình dung chưa? Rồi, đó là cái HTML và thẻ trong cái HTML đúng không? Đấy, thì các bạn cũng sẽ kết hợp để chúng ta đọc những cái bài viết mà mình đã viết ở đây thì nó sẽ hiệu quả hơn đúng không? Để cho nó vừa nó nhanh, mình chỉ lướt qua những cái nào chúng ta cần làm rõ thêm thôi đúng không? Đấy, thế thì cái thẻ thì các bạn cũng hình dung rồi đúng không? Thẻ thì ở trong HTML ấy thì nó sẽ có thẻ mở và nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng đúng không? Ví dụ như cái thẻ body này này, cái thẻ ôm trọn cái nội dung mà được show ra ngoài màn hình người xem coi ấy, là nó nằm trong thẻ body, thì nó sẽ là một cái thẻ, nó sẽ gồm một cái thẻ mở và một thẻ đóng, nó phân biệt, nó thẻ đóng nó có dấu gạch này, các bạn hình dung chưa, nó sẽ có cái dấu gạch này đấy. Nhưng mà không phải tất cả các title cũng là thẻ mở và thẻ đóng, nhưng mà cũng có những cái thẻ đấy, ví dụ thẻ meta này thì lại không có thẻ đóng, thế thì mình sẽ có thể gọi cái thẻ này là một cái thẻ trống. À, nó không có thể đóng, các bạn hình dung chưa, nó sẽ có ví dụ như nó có cái thẻ BR này đó, BR này đó, hay là HR này đấy, các bạn thấy hình dung chưa, sẽ có những cái thẻ như vậy là chúng ta sẽ gọi nó là thẻ trống, ok chưa. Rồi, đây là về thẻ nhé đấy. Rồi cái thuộc tính, à thuộc tính là các cái thẻ thì nó có thể lồng nhau, thì bản thân đây nó cũng đang lồng nhau đấy các bạn, nếu chúng ta để các cái thẻ trong body hay là thẻ meta nó trong cái thẻ head này nó đang lồng nhau đấy, thì cái ý này là các bạn hình dung chưa. Đấy, các thẻ có thể lồng nhau. Rồi cái thuộc tính này, cái thuộc tính trong HTML á thì nó là cái gì, nó cung cấp các cái thông tin bổ sung, à, nó bổ sung về cái cho cái HTML, và tất cả các cái thẻ HTML này đều có thể có thuộc tính nhé. Đấy, bổ sung tức là sao, tức là ví dụ như chúng ta có một cái thẻ H1 đúng không, đấy tôi là Miracode. Đấy, thì ví dụ như cái thuộc tính có thể là style, à, ví dụ tôi có thể cho mình có thể cho cái style, style này cũng gọi là thuộc tính, là cái H1 này nếu như nó mình style nó là màu đỏ gì nó cũng thuộc tính đấy, đúng không? Ví dụ như thẻ img, thì thẻ img thì nó có hai cái thuộc tính này rất là quan trọng, và riêng cái thuộc tính src này thì lại không thể thiếu đúng không? src này thì nó sẽ chỉ đến cái gì, à, nó sẽ đây nó sẽ chỉ đến cái đường dẫn của cái ảnh này, các bạn hình dung chưa. Đấy, ví dụ đây này banner đúng không, là ở đây style này mình sẽ để nó là style này, thì cái này nó sẽ là liên quan đến cái CSS nhé, mình sẽ nói sâu trong cái về CSS, nhưng mà về HTML thì mình sẽ không đề cập quá sâu, nhưng mà riêng cái style này các bạn hình dung nó như là một cái CSS đấy. À, nhưng mà ví dụ như ở đây mình có để nó là color nhé, color nó là red, ok chưa, được chưa. Rồi chúng ta ra màn hình chúng ta xem nó cái gì này, mình sẽ ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa, ảnh đấy rồi này, màu cái này được rồi đúng không, nhưng mà cái color này nhá, mình không cần, mình có thể set ra như set thế này, nhưng mà mình có thể dùng thuộc tính color của nó có được không, thử xem nhé, color này bằng red này được không, thử coi. À không được hả, color thì không được đúng không, à không được, color không được đâu, color là nó là thuộc style rồi đúng không, ví dụ như ở đây nó có thể không sai được không? À thế thì không được rồi. Tức là những cái thuộc tính này nó sẽ nằm trong style. À trong style. Đấy, ok. Thế thì cái H1 này đấy, thì nó sẽ có những cái thuộc tính ví dụ như cái nào nhỉ? Thuộc tính H1 thế thì nó chỉ có style đúng không? Rồi. Đấy. Thế thì coi như chỗ này là mình đang nhầm này, mình nghĩ là nó có thể dùng luôn được ở đây. Đấy. Đấy, ví dụ như img này, thấy img này nó cũng cần cái thuộc tính là cái src, là cái sục, và cái art này ấy, là để cho cái văn bản để nó thay thế cho cái img này, nếu như mà cái đường dẫn này nó bị lỗi chẳng hạn đúng không, bạn hình dung chưa. Đấy, thì nếu như ví dụ như cái đường đường dẫn nó bị lỗi thì bảo là đây là banner, ví dụ như nhá, mình đã nhanh lên rồi nhá, ví dụ như đây ở đây mình đường dẫn nó bị lỗi đi đúng không, ví dụ như đây là mình thêm dấu gạch này đi, à không dấu gạch, không ví dụ mình sửa lại cái đường dẫn này đi, rồi chúng ta xem nào. Đây là banner, các bạn hình dung nhá,
đấy thì vai trò của mỗi cái thuộc tính ấy, thì nó cũng có cái chức năng riêng của nó. Thuộc tính thì thường nó sẽ có là gì, nó sẽ có một cái cặp là name này và một cái value. Thuộc tính như thế này, name và value, ok chưa đấy. À, nhưng mà cái này mình nhớ nhầm mà. H1 này là chỉ phải phải bọn nó phải set as trong style thì nó không set, nó không 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 tạo được thuộc tính riêng đúng không? Nó không tạo được thuộc tính riêng. Đúng rồi, nó không tạo được thuộc tính riêng trong cái H1 này. À, nó phải bắt buộc nằm nằm style. Ví dụ như cái img này này thì là nó lại có một cái thuộc tính, ví dụ như cái width. Đấy, mình đang nhầm những cái width này. Ở thằng img này với 100 pixel là được rồi. Đúng không? Thế là cái ví dụ như thằng img ấy. Đây mình sẽ sửa lại cái chỗ này. Đây là banner đúng không? Đấy. Ví dụ width 100 pixel được này. Đó, ví dụ hoặc là cái width này nó có thể mình sẽ dùng trong style đúng không? Riêng thằng img thì là được. Đây. Đấy, mình sẽ cho nó cái width ở trong này. À, nó khác nhau đấy đúng không? Không phải thằng nào cũng 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 có những cái có thể style, có thể không dùng style mà vẫn vẫn set được cái width, là ví dụ thằng img nó được thôi đúng không? Đấy, thì đấy, đó, mình trong quá trình mình làm đến cùng các bạn thì bắt đầu mình mới lại như kiểu nhớ lại kiến thức đấy, ok chưa? Rồi thế thì chỗ này là các bạn hình dung được về cái vấn đề là thuộc tính rồi đúng không? Đấy, các cái thuộc tính, thuộc tính là các bạn cứ hình dung là nó sẽ bổ sung cho cái thẻ đó và nó sẽ nằm ở trong cái thẻ đầu tiên nhé, thẻ đạo thẻ mở ấy, chứ nó không nằm ở thẻ đóng, không có cái thuộc tính nào nó nằm ở phía sau này cả đúng không? Các bạn hình dung như ví dụ như cái này. À, nó sẽ không nằm ở phía sau, những cái thuộc tính nó sẽ không nằm ở các cái thẻ sau này này, còn hình như là thẻ đóng ấy đó. Rồi à, cái này thì property value hoặc là name value đấy, kiểu như vậy thường gặp này. Đây một số thuộc tính thường gặp này đó, href thì mình nói rồi đúng không? Href thì nó gần giống như với cái thằng thuộc tính src của cái thằng email này đấy, thì nó cũng là một cái thuộc tính cũng gần như không thể thiếu, bởi vì đã nhắc đến thẻ A ấy, là nó là liên kết, mà đã liên kết thì nó phải là đi đâu đúng không, thì nó phải nằm trong cái thằng href này. Nó có thể là liên kết trong trang hoặc nó có thể liên kết đến ngoài trang đấy, nhưng mà nó là một thuộc tính, nếu như đúng về bản chất là nó không thể thiếu. Tất nhiên trong thực tế thì cái chuyện không có là bình thường đúng không, vì chúng ta dùng nó nhưng mà chúng ta lại dùng các cái câu lệnh JavaScript để chúng ta xem vào, chúng ta sẽ không cho thực thi cái href này thì nó không cần đúng không. Nhưng mà với cái việc tồn tại thẻ A là mục đích là tạo một liên kết, thì đã là liên kết thì phải đi đâu đấy, bạn hình dung chưa? Rồi cái này thì mình nhắc rồi, mình nói rồi đúng không? Đó đây này, cái này mình có nói này, thằng riêng thằng img này mình có set được cái width với cái head luôn, cái head luôn này, chứ cũng không cần thiết là phải dùng style của CSS đúng không? Mình set trực tiếp đây luôn. Và hai cái thằng này ấy, là nó như là một cái thuộc tính của cái thẻ img này. À, nhưng hồi nãy mình nghĩ là cái này cũng làm cho thằng H1 nhưng mình đang nhầm đúng không? Là nó là tùy thẻ thôi. Thằng img được nhưng các thẻ khác là không được. Được chưa? Thuộc tính add. ALT này mình cũng nói rồi đúng không? Nó cũng rất là quan trọng. Đấy, tức là đối với cái ảnh mà cái việc mà các cái đường link ảnh thỉnh thoảng nó có thể bị mất, ví dụ các bạn lấy cái đường link tuyệt đối ở trên mạng đó, của các cái trang web đó, đôi khi nó người ta xóa đi các bạn không có, thì khi mà người dùng vào thay vì người ta thấy một cái ảnh là trống trơn, là bị lỗi, thì người ta thấy cái văn bản đó, thì nó sẽ làm tăng cái trải nghiệm lên đúng không? Nó cái thuộc tính style này, thuộc tính style thì các bạn mình có nói rồi đấy, đó là cái thuộc tính mà nó liên quan đến thằng CSS đấy. Đó, thì cái này thì các bạn cứ hình dung là chúng ta sẽ CSS trong cái style này. Style với CSS là nó gần như là giống nhau. Bạn hình dung chưa? Đấy, thì cái C đây mình có nói CSS đây thì là CSS, thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong một cái chuyên chuyên mục khác, được chưa? Đấy, ở đây có nói một số thuộc tính phổ biến của cái thằng style đó. Như background này, color, font family, font size, text align này, những cái này thì những cái bạn nào đã học qua CSS thì này nó quá quen thuộc rồi đúng không? Đấy. Rồi tiêu đề đó, tiêu đề trong HTML, tiêu đề thì thường nó sẽ là xác định từ cái thẻ H1 cho đến thẻ H6 đúng không? Đấy, cái tiêu đề nó cũng là quan trọng, đặc biệt là cái vấn đề về SEO web đúng không? Một cái bài viết ấy, thì các bạn cần phải phân bổ các cái thẻ H1 thì chứa cái tiêu đề chính này, H2 thì tiêu đề phụ, H3 là phụ thấp hơn, kiểu như vậy.
Thì cái này nó quan trọng ở cái gì? Các bạn hình dung thế này này, cái việc mà các bạn không cần các cái thẻ hát này cũng được. Đấy, cái việc mà chúng ta có thể dùng CSS để chúng ta tạo ra một cái bố cục, ví dụ như mình làm một cái bài viết đơn giản thôi, như cái bài viết này đúng không? Đấy, cái bài viết này mình đang để những cái thằng này nó là H2, và cái thằng trên trên đầu này này, thằng mà tiêu đề này này, nó đang là H1. Bạn hình dung chưa? Nhưng mà không có nghĩa, nếu như mà đó là mình để, nhưng nếu như mình để nó là thẻ P mà mình CSS cho nó, thì các bạn cũng không phân biệt được, nếu như các bạn chỉ là nhìn và các bạn không soi, không xem bên trong cái bố cục, cái file cấu trúc HTML của nó, đúng không? Thế thì mục đích của nó để làm gì? À, nó là để nói với trình duyệt biết, nói với công cụ tìm kiếm biết, à, để nó thể hiện cái văn bản của cái web của các bạn một cách chính xác nhất. Đấy, đúng không? Ví dụ như mình nói đơn giản, như hiện nay xu thế mình đi SEO web này nọ nó rất là nhiều đúng không? Thì cái con bọ của Google nó vào á, thì nó coi cái gì đầu tiên? Nó sẽ thêm, trước tiên nó vào nó phải xác định cái cấu trúc HTML của bạn đúng không? Nó phải biết thằng nào nó là cái thẻ navigation, nó điều hướng, thằng nào nó là head, thằng nào là header. Đấy, rồi thằng nào là chỗ bài viết, rồi trong bài viết thì thằng nào là H1, bởi vì nó sẽ tìm đến H1 để nó xem là nội dung chính của bạn là cái gì. Đấy, chưa kể là nó phải vào là thằng đầu tiên, thằng title là thằng đầu tiên đúng không? Thằng title là cái thằng thằng tiêu đề của cái trang này này. Đấy, tiêu đề trang nó nằm ở đây, các bạn thấy này, cái đỉnh này thấy chưa? Đây này, đây là cái thằng title của trang này, nó sẽ đây, các bạn thấy này, đây là cái thằng này đây đó. Đấy, ví dụ như ở đây mình để nó là Mina code. Đấy, chia sẻ nó để lập trình thôi nhé. Đấy, các bạn thấy mình đổi thế này này, đây là cái thằng tiêu đề của trang này đó, các bạn qua đây các bạn xem này. Đây, đây đúng không? Đấy, nó có cái thay đổi cái title bên trên này, các bạn thấy chưa? Đấy, cái này là title, là tiêu đề của trang nhé. Còn các bạn hình dung cái thằng H1 là tiêu đề của bài viết, các bạn đừng có nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, ok chưa? Rồi. Đấy, thế thì là về phần tiêu đề đúng không? Rồi đoạn văn đúng không? Đoạn văn thì khi mà tiêu đề thì nó có các cái đoạn văn bản đó. Ví dụ đây này của mình, đây đang là một đoạn văn bản này. Đấy, trong bài viết của mình này thì nó lại nằm trong thẻ P. Đó, tức là HTML nó như kiểu là nó là đánh dấu mà, nó là dán nhãn, nó cho trình duyệt biết là à, cái chỗ này là đoạn văn, cái chỗ này là tiêu đề, cái chỗ này là tiêu đề của trang, chỗ này tiêu đề bài viết, chỗ này là hình ảnh, chỗ kia là video, chỗ kia là trích dẫn. Đó, HTML nó là như vậy đấy. Tất nhiên nó không, cái màu sắc này nó là liên quan đến cái thằng khái niệm khác là CSS, các bạn hình dung chưa? Đó. Rồi những cái định dạng văn bản của HTML này, tức là trong HTML á, là nó có cái định dạng, có một số cái định dạng sẵn mà chúng ta cũng không cần phải dùng nó trong cái việc CSS style. À, ví dụ như cái B này này, chữ in đậm đúng không? Đó. Ví dụ như các bạn nhá, cái thằng H1 này đúng không? Đấy, các bạn muốn in đậm nó lên thì bình thường chúng ta sẽ là style đúng không? Chúng ta sẽ là style và chúng ta là font width là bold đúng không? Đấy, các bạn ra ngoài các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy nó in đậm này. Nhưng mà HTML nó cũng có những cái thẻ để nó xử lý luôn, không cần phải style nữa, mà nó gọi là nó dán nhãn cái thằng đó là in đậm. Các bạn hình dung như vậy. À, như như đây. Đúng không? Đây, như đây. Ngủ đi con. À, thẻ B đúng không? Này, thử ra nhé. Đây, nó vẫn in đậm. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, nó in đậm bên này. Đấy, nhưng mà cái chỗ này tại sao nó nhảy xuống này? À, thế thì nó lại liên quan đến một cái vấn đề khác nữa. Đó là cái vấn đề liên quan đến cái block và cái inline, cái đó mình sẽ nói ở trong video tiếp theo. À, video sau. Nhưng mà ở trong này ấy, thì mình cũng về mặt bài viết ấy, thì mình cũng đã có nói về cái đó rồi. Nó nằm ở cái chỗ này này. Block inline này. Đấy, thì cái khái niệm này thì đến cái bài viết đó thì chúng ta sẽ nói tiếp. Được chưa? Đó. Nói chung là nó cũng khá là nhiều kiến thức đấy, mặc dù vậy nhưng mà nó lại dễ 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 dễ, dễ tiếp thu đúng không? Nó dễ hình dung. Rồi, cái chỗ này là mình đến đâu rồi nhỉ? À, nói chém gió thế mà nó cũng cũng gần 30 phút rồi này.
dạy là mình làm video back end cũng loay quay miết mới được là cũng đến 30 phút rồi, cái này nói có qua mà cũng 30 phút rồi nhỉ. Đấy, cố gắng xong ngay cái bài này đi, tiêu đề này, đoạn văn đúng không, đó định dạng có sẵn đấy, các bạn hình dung rồi đúng không. Đấy, cái y thì bạn ý nghiêng này, giống như chúng ta là font style nó là gì đấy, không nhớ tiếng thì không nhớ, nhưng mà nó có cái font style nó là in nghiêng đấy, được chưa? Đấy, nhấn mạnh này, đánh dấu này, nhỏ hơn này. Nhỏ hơn này thì có thể là font width là lighter hoặc là font size smaller đó. Đấy, depth là cái văn bản đã xóa, đã xóa tức là nó sẽ có một cái gạch ngang ấy. Thì cái này là mình nếu mà mình muốn gạch ngang trực tiếp thì các bạn cho vào thẻ 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 depth này. Còn nếu như chúng ta style CSS là chúng ta sẽ dùng cái text decoration nữa đúng không các bạn? Text decoration nữa là nó không có gạch ngang. Thế nó tóm lại những cái này chúng ta đều có thể style nó. Nhưng mà cái việc mà chúng ta dùng SQL á là chúng ta như kiểu chúng ta sẽ nói được trực tiếp với thằng trình duyệt luôn. Còn dùng style thì những điều nó sẽ gián tiếp nó lại qua cái ông style đấy. Đấy, các bạn hình dung nó là như vậy. Đúng không? Thế thì cũng mình cũng sẽ tùy theo từng tình huống, cũng không không nhất thiết là phải dùng như thế này, hay cũng không nhất thiết phải style, nó tùy tùy theo tình huống và tùy theo cái mức độ quan trọng của nó đúng không. Đấy, thường thường thì mình nghĩ là đối với những cái thẻ mà mang tính chất là nó quan trọng chỉ báo ấy. À, ví dụ như là cái thẻ 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 H1 đó, thì các bạn phải để trong nó, hoặc là thẻ title đấy, rồi các cái thẻ những cái thẻ email hay video thì bắt buộc phải bỏ trong những kiểu email, hoặc là thẻ A là phải bắt buộc mình phải để trong ấy rồi, vì trong đó nó có những cái thuộc tính, những cái attribute mà nếu mà thiếu nó thì các bạn sẽ không 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 thực thi được, không 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 đúng được cái công dụng của nó, hình dung chưa? Đấy. Rồi ví dụ như các thẻ trích dẫn này, đấy, giống như văn bản của chúng ta nó có những cái đoạn trích dẫn, ví dụ sẽ như thẻ block quote này này đấy, tức là nó sẽ xác định một phần được trích dẫn từ nguồn khác. À, ví dụ như mình có một cái bài viết đúng không? À, một bài viết trong cái bài viết về chủ đề Laravel. Khi các bạn đưa một cái đoạn này qua cái bài viết trên trang web của bạn, các bạn muốn trích dẫn đến cái nguồn của nó thì các bạn có thể để cái nguồn nó đấy. Đấy, trong cái thuộc tính là cái attribute là size này, được chưa? Đấy. Rồi thẻ quy cũng xác định trích dẫn ngắn. Thằng thẻ quy này thì nó sẽ có một cái dấu gập, cái dấu nhấp nháy của nó. À, cái dấu mà dấu dấu ngoặc ngoặc trích dẫn đấy các bạn. Đây này mình sẽ copy cái này nhé để các bạn xem này. Như đây mình sẽ bỏ cái ảnh này đi nhé, các bạn bỏ cái ảnh này đi cho nó dễ nhìn này, được chưa, bỏ hết đi. Đây, P này đúng không, ta đâu đang này đúng không, đây này nó có cái dấu dấu nháy này, dấu mà để thể hiện trích dẫn các bạn nhìn chưa, đấy nó thông thường cái dấu này đấy, thì đó là cái ý nghĩa của cái việc chúng ta dùng cái thẻ quy này. Nói chung là nó rất là nhiều thẻ, nhưng mà mình chỉ đưa ra một số cái thẻ mà chúng ta sẽ gần dùng nhất thôi, hay dùng nhất, chứ nó nhiều thẻ lắm, nếu mà các bạn lướt qua nhiều thẻ nó rối đấy. Đấy, hay là cái thẻ 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 ABBR này này là cái thẻ nó trích dẫn cho cái từ viết tắt đấy. À, cái viết tắt này hình như là nếu như chúng ta rê con chuột qua thì nó sẽ thể hiện luôn cho mình. Đấy, thằng ABBR này, đây, title này, ví dụ mình biết cái HTML là viết tắt đúng không, nó có của cái từ Hypertext Language này này. Đấy, thì hình như là mình hover con chuột qua ấy, thì nó sẽ thể hiện ra cho chúng ta đây này. À nó không, anh này nó có hover, nó có này, các bạn thấy chưa? Đấy, thế thì mục đích của cái này, mục đích của những cái thẻ này này thì cơ bản là nó sẽ nói những cái trình duyệt biết cái nội dung cái bài viết của các bạn. Ví dụ như mình nói, ví dụ như các bạn copy một cái nội dung của mình đúng không, nếu như các bạn copy nội dung của mình thì các bạn show lên cái trang của các bạn á, cái trang bài viết của các bạn á, mà các bạn không có những cái thẻ trích dẫn này này thì có thể là thằng con bọ Google nó sẽ đánh giá cái bài viết của bạn là copy. Nhưng nếu bạn trích dẫn đàng hoàng như thế này thì câu chuyện nó lại khác đúng không, tức là nói chung mục đích của nó giúp trình duyệt và giúp cho những cái công cụ tìm kiếm nó hiểu cái văn bản của bạn một cách trực diện, đó là mình nghĩ đó là một cái vai trò quan trọng nhất của thằng HTML. Thế thôi. Rồi nó có cái thẻ address này này, address thì chúng ta có thể để địa chỉ trong đó đúng không?
để các cái thông tin, địa chỉ, liên hệ, email, điện thoại, mình cũng có đã ghi đây. Rồi cái này quan trọng này, các cái thẻ này thì các bạn có thể coi cái bài viết của mình. Cái comment này quan trọng này, thì trong HTML ấy, thì nó cũng giống như CSS, nó cũng giống JavaScript thôi. Chúng ta cũng cần có những cái câu comment. Comment là gì? Comment là những cái câu mình có thể mình ghi chú, những cái câu mình giải trình thêm, nhưng nó lại không hiện ở trong 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 không hiện ra ngoài đó. Các bạn hình dung chưa? Ví dụ như nhé, như đây mình nói này, đây là ví dụ, được chưa? Nếu như mình không có comment nó lại, mình để ra đây, mình ra ngoài này này, mình thấy nó có hiện đây này, còn hình dung chưa? Đấy, thế thì giả sử như mình comment nó lại, comment thì ở Visual Code thì mình có thể dùng là Control KC đó. Nhưng mà nếu như các bạn đánh ở đây thì các bạn để này. Đây là những cái dùng để thể hiện nó là comment. Đấy, các bạn chỉ cần bọc hai cái này hai bên đó, là nó sẽ comment lại. Đấy, thế thì một cái câu hỏi đặt ra là đây là các bạn comment đây, nhưng mà nếu các bạn comment ở trong này được không? Chúng ta thử nhé. Ví dụ như chúng ta không muốn, người ta không muốn show cái HTML này ra ngoài, có được không? Thử nhé. Đây. Thế này đúng không? Rồi này là phần, này là phần sau là nó tê liệt rồi này. Đấy, nhưng mà đoạn này mình làm thế này. Thế thì rõ ràng là chúng ta cũng comment được nó ngay trong cái phần, trong cái thẻ luôn, là chúng ta vẫn comment được đúng không? Thế thì nó sẽ có nhiều cách comment. Ở đây mình cũng có ghi những các cách comment rồi, với không ạ? Đây mình có này, comment thì giúp chúng ta thêm cái nhận xét này, chúng ta ẩn nội dung bên trong luôn đây này, ví dụ như này, được chưa? Rồi cái màu sắc trong cái email thì các bạn hình dung là đấy, hồi nãy mình đưa cái ví dụ này nó đang bị hớ này, mình cứ nghĩ là mình cứ xét được những cái style này trực tiếp, nhưng mà nó phải đều qua thông qua style đúng không? Đấy, rõ ràng là cái màu sắc thì của các cái thẻ thì chúng ta sẽ dùng CSS, nhưng những cái đó thì nó dễ, là các bạn cứ hình dung là như, nếu như các bạn nào mà đã làm quen rồi hoặc là các bạn đã ấy rồi thì các bạn cũng, nếu mà các bạn đã biết một chút về CSS rồi thì những cái này nó không kê đúng không? Nó là sự lựa chọn một trong hai thôi. Rồi HTML CSS mình cũng sẽ không nói qua, mình sẽ cũng không nói sâu. Đấy, cái CSS thì chúng ta có thể là CSS ngay trong file đúng không? Đấy, bằng cách là chúng ta có thể sử dụng style trong cặp thẻ head hoặc chúng ta link bên ngoài vào đúng không? Đấy, tức là CSS này nói không nói sâu thì cũng không được đúng không? Vì cũng có, sẽ có một số bạn là mới, tức là thế này, ý của nó là thế này này, ví dụ như ở đây này, cái thẻ H1 này đúng không, Vina code thì có nhiều cách để chúng ta style style nhé, chỉ riêng style để nói về CSS và style, hai cái đó khái niệm đó gần như giống nhau nhé. Ví dụ như ở đây mình để nó style, được chưa, là color là red, ra đây coi, ok nhé, được chưa? Rồi thế thì đây là nó gọi là inline, inline là trong luôn cái dòng này đúng chưa? Rồi có phải là khái niệm inline không nhỉ? Nội tuyến này, dùng từ nội tuyến đúng không? Đúng, có thể là cũng hiểu như vậy được đúng không? Trong các thẻ nội bộ, cái này mình sửa thành inline nó hợp lý hơn nhỉ? Đúng không? Nội bộ tức là nó cũng không phải nằm ở đây, nó không phải nằm ở đây nhé, nó không phải nằm ở đây mà nó lại nằm ở trong cặp thẻ head này cơ. Đây mình sẽ mở một cặp style, nếu mà mình làm nội bộ thì nó phải được bọc ở ngoài vào một cặp style, được chưa? Đó, ở đây như đây, nếu mà mình đã nội bộ và mình đã CSS bằng cặp style ấy, thì mình phải phải dùng cái thuộc tính class, là cái đó là một cái vấn đề mà nó sẽ nằm ở các cái bài sau. Đấy, class mình có một cái bài đó về class đây, ở đây này, block nó nằm trong block và line này, class này đến đó thì nó sẽ, mình sẽ nói sâu hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn style không inline mà bên ngoài thì các bạn phải 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 biết style cái gì chứ đúng không? Thế thì chúng ta lấy cái gì đó, cái địa chỉ một cái thẻ chúng ta đó, là chúng ta sẽ dùng class hoặc ID. Ví dụ như vậy, thế thì ở đây ví dụ như đây là trong này nó chỉ có một thẻ H1 thôi đúng không? Thế thì mình có thể hoàn toàn dùng H1 thế này. Chưa? Đấy, color là red. Được không? Nào, chúng ta thử xem nhé. Đây, nó vẫn đỏ đúng không? Rồi. Thế cái cách tiếp theo là nghĩa là mình sẽ tạo một cái file này. Đây là mình ví dụ style để đến cái đoạn JavaScript thì các bạn cũng sẽ hình dung nó giống như thế này thôi, thằng JavaScript nó cũng theo nguyên tắc này thôi. Đây, style này, đây mình style thì nó thật CSS, là cái file CSS đó đúng không?
Thế thì muốn ấy thì mình có thể bê thằng này qua, nhưng mà khi bê qua thì không thằng vì là nó nằm trong file style rồi thì các bạn sẽ không cần phải có cái cặp style nữa đúng không? Mình sẽ, nhưng mà mình sẽ vẫn copy hết và mình sẽ cho qua đây. Đấy, mình sẽ bỏ cái cặp style này đi. Đấy, nhìn chưa? Đó. Rồi. Như này chưa được đúng không? Bởi vì chúng ta sẽ phải link ở đây mình có nói này. Đấy, một cái link nhá để liên kết thằng CSS bên ngoài vào. Đúng chưa? Thì link thì nó đơn giản thôi, link nó cũng sẽ nằm trong cái cặp thể head này. Đấy, link CSS này. Đó, style trùng tên luôn đúng không? Style. Đấy, không được thì sửa, đúng không? Để coi này, chúng ta sẽ xem nhé. Đấy, nó vẫn đỏ. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đấy. Thế thì nói tóm lại là nói về style thì nó có cái cách thế này, chưa? Rồi, tiếp theo. Liên kết bên trong HTML đúng không? Các đây liên kết đó, liên kết là cái thẻ A đó. Thẻ A mình còn nói một chút về đầu trang phía đầu bài viết ở đầu video đó. Thẻ A tức là nó là một cái liên kết, mà đã là liên kết thì phải đi đâu? Đi đâu nó là cái URL đúng không? Thì đi nó có đi ra ngoài là đi ra một cái đường dẫn ngoài cái trang của chúng ta sang một trang web khác, hoặc đi bên trong trang chúng ta, gọi là ví dụ như ở đây mình đơn giản như là ví dụ như trong một bài viết nhé, mình xem bài viết sao lại nói ra đây nhỉ, bị lỗi gì à? Bài viết này đúng không, nó nằm trong cái Laravel này mình có này đó, ví dụ như mình đi qua Laravel thì nó là cái liên kết nội bộ internal đấy đúng không, nhưng mà ví dụ như ở trong này mình có một cái bạn vào trang get commercial này, nó cũng nằm trong một thẻ A nhưng mà nó sẽ liên kết ra bên ngoài, thì liên kết ra cái trang web này, bạn hình dung chưa? Đấy là cái thẻ A như vậy. Thì tất nhiên khi bật cái liên kết đó lên thì có thể chúng ta sẽ bật mở cái liên kết đó lên đó, là chúng ta có thể mở ngay trong cái trình duyệt này, hoặc là chúng ta sẽ mở sang một trình duyệt mới đúng không? Đây, ví dụ như cái thằng này này, mình sẽ ví dụ luôn hai cái thằng bản, tức là mặc định của nó là sale là mở ngay trong cái cửa sổ của chúng ta luôn. Đó, ví dụ như cái thằng này. Đó, các bạn hình dung như ví dụ như cái thằng này, tắt này. Ví dụ như là mình ấn ở đây nó là xem ngay, thì các bạn sẽ vào luôn cái đường link của mình ở đây luôn. Đó, các bạn hình dung chưa? Đấy, thế nếu như mà mình để nó là một cái thuộc tính là đây nhá, ví dụ như đây đúng không? Mình có thằng này đi. Mình sẽ cho con này, mình xóa cái này đi nhá. Rồi. Đây là nó đang xíu rồi vậy, tại sao nó có chỗ này đây nhỉ? Ahrefs mina code target bằng, nó thiếu cái chỗ gì đây? À đây. Ahrefs target bằng blank. Đây thiếu dấu gì nhỉ? Chưa, nó là target đúng không? Đây này, nó có các cái cell là mặc định này. Blank nhé, mặc blank mình sẽ thử dùng blank các bạn coi nhé. Đây thì là cái của chúng ta đây đúng không? Đây này. Nếu như mà nó cell ấy là mình mở thằng Mina Code ấy là nó loát trong này luôn, nhưng nếu mà nó là blank ấy thì nó sẽ chuyển qua cái trang này, một cái tab mới, các bạn hình dung là như vậy chưa? Rồi mình sẽ tắt nó đi. Đấy thì cái này các bạn sẽ thêm, cái này có cả parent này, tốt này, thì cái này mình thấy ít dùng lắm, thì các bạn có thời gian các bạn nghiên cứu thêm nhé. Đấy, đó là cái vấn đề liên quan đến cái thẻ A đó, cái thẻ liên kết đó, nó có cái thuộc tính liên quan đến cái thằng href này. Rồi à đấy, ngoài ra thì này có hai cái này là chúng ta hay sử dụng này, ví dụ như chúng ta có thể gửi mail khi các bạn mà muốn khách hàng gửi mail cho mình ấy, là các bạn hoàn toàn có thể dùng thẻ A này, và các bạn thay cái href này, thay vì là cái đường dẫn thì các bạn để cái đường dẫn mail của các bạn nhé. Đấy, ví dụ như đây các bạn ấn nó sẽ ấn vào gửi mail là trên cái app của cái màn hình của khách hàng, họ sẽ chuyển đến cái hộp thư để cho khách hàng là gửi cái nội dung đến cái mail cho chúng ta. Đấy. Hoặc là có thể chúng ta sẽ dùng cái href này này để mà đưa số điện thoại vào đây. Tức là trên cái trình duyệt web ấy, thì khi các bạn nhấp thì nó sẽ không thể hiện đâu, nhưng mà ví dụ trên mobile ấy, trên phone ấy, điện thoại ấy, thì các bạn ấn vào với cái href mà nó có cái cú pháp thế này này, theo hai chấm này, này thì các bạn sẽ gọi đến cái số của mình.
Đấy, hoặc là ví dụ như cái văn khi mà văn các cái văn bản của các bạn nó dài ấy, nhưng một cái tiểu thuyết có nhiều chương ấy, thì ví dụ như khách hàng họ vào người xem họ chỉ muốn họ xem đến chương 4 rồi mà họ muốn xuống chương 5 hoặc họ muốn xuống chương sâu hơn thì họ có thể dùng cái thuộc tính href là chính là cái ID này. Cái này nó sẽ các bạn cứ hình dung ví dụ như thế này này, mình sẽ nói ví dụ cái này nhé, trong bạn trong trong hai cái này mấy cái này ấy, thì mình sẽ lấy cái này ví dụ đi, còn hai cái này các bạn chắc là đã hiểu rồi đúng không? Đấy, các bạn chỉ thay cái địa chỉ mail và điện thoại vào thôi. Đấy, còn cái này thì các bạn có thể là các bạn đang chưa hình dung này. Đấy, chưa hình dung thì mình ví dụ xong mình ví dụ trong cái này thì chúng ta sẽ kết thúc video này nhé. Ồ rồi 40 phút rồi. Đấy. Để ví dụ như thế này này, ví dụ như ở đây nhé. À, mình sẽ cho nó đây một cái H1 đi. Text một nhé. Đây, cái hàng tách này là tách 10 đi. Ví dụ như vậy, chúng ta ra coi này. Đây này, nó có nhiều tách đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng như mỗi tách là một chương đi nhá. Thế thì ở đây này nó sẽ có một cái thanh chúng ta điều hướng giống như kiểu là cái table content đó, nhưng mà các bạn làm viết blog hoặc là các bạn làm nữa, cái trang bằng WordPress ấy, mà nó sẽ có cái table content đấy, là cũng kiểu kiểu như vậy. Thì ví như ở đây này mình đặt cái thằng này nó là ID của nó đi. Cái này hình như mình cũng có một cái sâu hơn ở những cái bài viết sau ấy, nó có đấy. Ví dụ ở đây mình nghĩ là chương 10 đúng không? Đó, thế thì ở trên này cái tab này mình thay nó đi. Mình để nó là dấu thăng trước là một cái ký tự trước nó của ID đúng không? Nên mình để đây là chương 10 nhé. Và ví dụ như vậy thôi, xem nào. Nào ví dụ như đây mình ở Nimina Code nhé. Các bạn thấy chưa? Nó đang di chuyển xuống trong 10 đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Thế thì cái việc di chuyển này các bạn thấy nó có nó cứng nhắc không? Nó nhanh quá đúng không? Thì các bạn nếu như các bạn mà học có kiến thức sâu hơn tí thì các cũng chúng ta có thể dùng được một cái nó là mình không nhớ nhưng mà nó sẽ giúp cho cái di chuyển nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Chứ nó không thình lình cái xuống như này. Đó. Rồi ok, đấy, nói thế nhá, một cái một cái bài viết thôi mà nói xuôi xoay quanh cũng đã hết gần 50 phút rồi. Mình hình dung chưa? 42 phút rồi. Đấy. Thế thì đây sẽ là cái video đầu tiên để mình chúng ta nói chuyện thêm về cái vấn đề HTML. Đó, nó sẽ có các video sau để mình sẽ cũng sẽ nói thêm về những cái chủ đề dưới này để chúng ta cần gì thì chúng ta làm rõ hơn. Đấy, nhưng mà cái video đầu tiên này thì mình cũng mong các bạn là cũng thứ nhất là nắm được cơ bản cái HTML nó là cái gì, vai trò của nó là cái gì trong cái web và trong cái frontend của chúng ta. Đấy, thì nếu như mà mình đánh giá thì thực sự cái vai trò của nó là nó không, tức là nó không rõ ràng, nó không rõ ràng như mặc dù nó dễ tiếp cận, nó dễ hình dung và nó không 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 logic nhiều trong đó, mà coi như nó như kiểu mang tính chất là nó tiêu chuẩn này. Nhưng mà cái thể hiện cái đóng góp của nó trong cái frontend ấy, nhìn chừng nó không đáng kể, cho nên là anh em chúng ta thường là không 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 để ý lắm đúng không? Bởi vì giờ mình ví dụ thôi, ví dụ như nếu mà anh em chỉ tập trung là cái sâu ra bên ngoài thôi thì cái thẻ H1 hay thẻ P hay thẻ span hay là cái thẻ bất cứ thứ gì thì nó cũng giống nhau nếu như chúng ta không quan tâm đến nó, mà kể cả nó cũng không cần thẻ body, nó không cần thẻ HTML vẫn được nhá, các bạn hình dung như vậy. Đấy. Rồi cả cái cấu trúc của nó cũng không cần thẻ đóng cũng được. Đấy. Chữ thường chữ hoa gì cũng được, các bạn hình dung, cho nên là dẫn đến cái gì cũng được. À, có hay không cũng được đấy, cái kiểu như vậy. Ví dụ như thẻ IMG, thẻ ảnh thì rõ ràng không thể thiếu được cái thuộc tính SRC. À, nhưng mà là ví dụ như thì còn rất ít ít những cái mà nó bắt buộc là phải như vậy. À, thằng SRC chứ nhỉ, cái suộc đấy. À, nhưng mà đa phần là các cái thẻ nó cứ có thể thay thế cho nhau đúng không? Nếu như là về bản chất nó không phải như là cái thằng 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 deep ấy, bản chất nó là block, thằng span nó là inline, nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể set cho thằng inline thành block và thằng block thành inline,
thì cái điều đó dẫn đến cái vạn cái tim bao nó gần như nó không 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 thể hiện được cái giá trị của nó trong mắt của các bạn, cho nên dẫn đến các bạn nó hơi lơ là. Nhưng khi đi sâu vào nó thì mình nghĩ nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Nếu như mà các bạn đang còn làm web rồi, chúng ta còn phải sell web nữa mà, đúng không? Là sell web thì là gì nữa, là sell cho Google, mà Google nó vào nó vô trong web ấy. Những con bọ nó vào ấy, thì nó đầu tiên nó cũng phải đi từ ngoài vào, rồi nó cũng phải nắm các cái thông tin chưa hiển thị trước, đúng không? Nó rồi nó mới đi vô hiển thị. À, nó rồi khi đi vào hiển thị rồi thì nó lại phải nắm xem là thằng title của trang web là cái trang web này nó nói về cái gì, đúng không? Cái trang của nó mày nói về cái gì, cái nội dung trang mày nói về cái gì, nó lại nằm trong các cái thẻ meta, cái thẻ title, rồi cái ảnh đại diện của trang mày là cái gì, đúng không? Rồi đi vào sâu hơn nữa, vô bài viết nó lại coi là cái bài viết này là tiêu đề là gì, nằm trong H1, rồi các cái tiêu đề phụ H2 đến H6, rồi cái ảnh của mày là gì, cái ảnh của mày có cái thẻ ad không, à, cái attribute ad không, rồi nó đủ thứ. Thì rõ ràng nếu mà đi sâu vào cái khía cạnh đó ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái HTML nó cũng không phải là đơn giản đâu, đúng không? Nó cũng rất là quan trọng đấy, nó cũng rất là quan trọng đấy nhá. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ còn đi tiếp, nhưng mà mình kết thúc video này thì mình cũng muốn 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 nhấn mạnh là như vậy, để cho các bạn cũng có một cái nhìn nó cũng không quá chủ quan về HTML, được chưa? Rồi video sau mình sẽ nói thêm về mấy cái này nhé, video sau mình sẽ nói thêm cái này, nếu có rảnh thì mình làm luôn. Đấy, nhưng mà mình cũng không muốn nó dài quá, thế nên là chắc đi sau nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.